Theo Công an quận Liên Chiểu Đà Nẵng, sau khi có thông tin người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn để dụ dỗ học sinh lên xe, Công an đã xác minh và khẳng định thông tin này xuất phát từ việc học sinh muốn được đón sớm nên tự nghĩ ra câu chuyện rồi kể cho ba mẹ. Cụ thể, chiều ngày 31 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông tin vụ việc một học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi quận Liên Chiểu bị người lạ tới cổng trường phát bóng bay, dụ dỗ lên xe để chở tới bệnh viện nơi ba mẹ bị tai nạn. Ngay khi có thông tin, Sở đã làm việc với trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi để nắm tình hình vụ dụ dỗ học sinh lên xe tới bệnh viện. Báo cáo vụ việc, nhà trường cho hay chiều ngày 28 tháng 3, một học sinh lớp 4 của trường tên P bị một đối tượng lạ nói ba của em là anh Quy bị tai nạn và bảo em đi cùng đến bệnh viện thăm. Tuy nhiên, học sinh này không nghe lời. Đối tượng lạ dụ dỗ sẽ cho bóng bay nhưng em vẫn không đi cùng người lạ. Tối ngày 29 tháng 3, học sinh này kể lại cho ba mẹ nghe và vì quá lo lắng, anh Quy ba của bé đã điện báo sự việc cho giáo viên chủ nhiệm. Sáng ngày 30 tháng 3, giáo viên chủ nhiệm báo cáo lại sự việc với ban giám hiệu nhà trường. Ngay sau đó, nhà trường có thông tin cho giáo viên chủ nhiệm các lớp đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh và gửi cảnh báo đến toàn bộ phụ huynh học sinh. Vụ việc sau đó được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông, được nhiều người chia sẻ khiến người dân trên địa bàn thành phố lo lắng. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh ngày 1 tháng 4, Công an phường Hòa Khánh Nam Liên Chiểu cho biết không có sự việc này. Nguyên nhân, sau khi xác minh, anh Quy cho biết cháu P đã thừa nhận câu chuyện trên chỉ do em tự nghĩ ra để gia đình lo lắng và có thể đến đón em đúng giờ tan trường.